bốn nguyên tắc cơ bản: tự do chọn lựa, gia đình, hy vọng và tưởng thưởng chính là nền tảng trong hoạt động kinh doanh của Amway. Những nguyên tắc này được hai nhà đồng sáng lập Amway, Rick DeVos và Jay Van Andel thiết lập và vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các giá trị và quy tắc hoạt động mà Amway phổ biến cho các nhà phân phối trên toàn thế giới. Tự do chọn lựa để sở hữu công việc kinh doanh riêng, nỗ lực làm việc và phát triển. Một gia đình lớn luôn hỗ trợ và khuyến khích bạn tối đa. Hy vọng để bạn vươn đến thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Tưởng thưởng khi bạn thành công và giúp đỡ người khác cùng thành công. Hai người cha của chúng tôi, Rich và Jay, đã giới thiệu và sống cùng những nguyên tắc kinh doanh này hơn 50 năm qua. Các bạn đã nghe chúng tôi trình bày về những nguyên tắc cơ bản và vì sao những nguyên tắc này trở thành nền tảng tốt nhất để xây dựng sự nghiệp kinh doanh Amway. Ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ cho các bạn thấy Ngài Rich đã vận dụng các nguyên tắc này như thế nào trong các bài diễn thuyết hùng hồn của mình. Tự do. Chúng tôi trân trọng những người có ý tưởng sáng tạo, và đó chính là tiêu chí của hoạt động kinh doanh: tự do sáng tạo và được trả lương xứng đáng. Đó là những gì Jay và tôi tin tưởng. Cha tôi làm việc tại một công ty lớn. Ông luôn ấp ủ một công việc kinh doanh riêng nhưng chưa thực hiện được. Dù vậy, ông luôn khuyến khích tôi thực hiện điều đó. Khi tôi còn học trung học, ông thường nói: bất kể con làm việc gì, hãy tự làm chủ doanh nghiệp của riêng mình. Điều đó đã trở thành sứ mệnh. Và tự do chính là một điều rất rõ ràng trong công việc kinh doanh của Amway. Tự do điều hành công việc kinh doanh của riêng mình và tự do làm những gì mình muốn. Tổng thống Clinton từng nói với tôi rằng chúng ta phải luôn nhắc nhở mọi người như cách Ngài đã nhắc nhở nhà phân phối rằng bản thân họ phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của chính mình. Tôi nghĩ Ngài Tổng thống đã có ý khen ngợi khi nói với tôi rằng các ngài có rất nhiều điều đáng để cho chúng tôi học tập, và tôi đã nghe điều đó rất nhiều lần. Gia đình. Chúng tôi không quan tâm đến việc loại trừ những người không phù hợp. Có nhiều người đã gia nhập Amway nhưng rồi cảm thấy không phù hợp. Bây giờ có thể điều kiện kinh tế của bạn còn khó khăn hoặc bạn mới tốt nghiệp đại học. Nhưng cánh cửa Amway luôn chào đón tất cả mọi người, mọi màu da, mọi tôn giáo, mọi trình độ học vấn. Chúng tôi không nhìn vào điểm trung bình của họ. Chúng tôi không nghiên cứu về điều đó hoặc cũng không phỏng vấn để biết liệu bạn có phù hợp hay không. Nếu bạn muốn tham gia, hãy tham gia ngay. Và tôi nghĩ rằng theo thời gian, các thế hệ sẽ làm tốt hơn một chút và dễ dàng hơn một chút. Vì thế họ có thể đạt thành công sớm hơn. Thông thường trong kinh doanh, các bạn phải tập trung vào những điều đúng đắn. Vì vậy, hoạt động truyền thông đóng vai trò rất quan trọng. Nó giúp cho cuộc sống của bạn tốt đẹp, phong phú hơn và giúp công việc kinh doanh của các bạn hiệu quả hơn. Nhưng các bạn cũng đều biết rằng con người cần dựa vào con người. Và tôi nghĩ rằng kỷ nguyên công nghệ thông tin đã giúp mọi người có thể giao tiếp với nhiều người hơn, và bản thân họ cũng rất muốn giao tiếp với nhiều người hơn. Dần dần, chúng ta sẽ bớt e dè và sẽ học cách chào hỏi nhau. Tôi đã chọn phương thức này gìn giữ trong gia đình. Hoạt động kinh doanh của chúng ta là hoạt động kinh doanh mang yếu tố gia đình. Mọi người hợp tác cùng nhau, đó là một lợi thế lớn. Hy vọng. Hầu hết mọi người dựa dẫm vào người khác. Có thể biến giấc mơ thành hiện thực, nhưng là một nhà phân phối, bạn sẽ thấy niềm hy vọng hiển hiện qua khả năng của bạn, và bạn phải tin tưởng rằng bạn có thể thực hiện được. Có rất nhiều điều lẽ ra không nên làm khác đi, nhưng tôi không muốn dừng lại ở bất kỳ điều gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những việc lẽ ra tôi nên làm. Tôi chỉ nghĩ về những việc mình đã làm và cảm ơn những điều đó. Và điều cốt yếu là bạn cần phải biết sửa sai. Đó mới là quan trọng. Đừng chờ đợi quá lâu để nhận ra những sai lầm, và đừng ngại thay đổi. Nếu các bạn muốn tiến lên phía trước, các bạn phải trải nghiệm những điều mới mẻ. Các bạn đã xem xét rất nhiều hình thức kinh doanh, và cuối cùng các bạn đã khám phá ra phương thức này. Chúng tôi đã nỗ lực để phương thức này hoạt động hiệu quả. Các bạn là những người rất thành đạt của thế giới, của Amway. Vì vậy tôi muốn
chia sẻ những điều này với các bạn, bởi vì các bạn sẽ bảo vệ chúng. Các bạn sẽ mang những điều này tiến lên phía trước. Sự liêm chính của các bạn sẽ là đại diện cho tương lai của chúng tôi. Đối với nhiều người, các bạn là niềm hy vọng mà họ chưa từng biết. Cũng như các bạn cũng không hề biết về cơ hội kinh doanh này cho đến khi có một ai đó đến chia sẻ với các bạn. Và may mắn là các bạn sẽ đồng ý và nói rằng: tôi sẽ xem xét, tôi sẽ thử. Các bạn không hề biết rằng liệu các bạn có thể làm được hay không. Mọi người thường hỏi tôi: ông có bao giờ mơ rằng hoạt động kinh doanh của mình sẽ phát triển như thế này không? Và tôi trả lời: tất nhiên là không. Không ai có thể mơ xa đến thế. Tưởng tượng. Hãy ghi nhớ khoảng thời gian này và những nguyên tắc mà các bạn phải bảo vệ. Hãy đặt những người khác lên hàng đầu. Khi họ chiến thắng thì chính các bạn cũng chiến thắng. Chúng ta luôn chào đón khách hàng và chào mừng những thành viên mới. Chúng ta chúc mừng họ và chúng ta đều chiến thắng. Chúng ta hướng đến tương lai phía trước và tạo ra những thay đổi cho thế giới này. Jay và tôi đã hình dung được những việc chúng tôi có thể thực hiện, và chúng tôi chấp nhận cả những điều tích cực và tiêu cực. Chúng tôi thử nghiệm bất cứ điều gì, rồi cơ hội đến, rồi mọi thứ cứ tiếp diễn. Và ngày hôm nay đã trở thành một sự nghiệp kinh doanh khổng lồ. Nhưng bạn phải trải qua nhiều thử thách trước khi về đích. Tôi hy vọng các bạn có được niềm vui khi nhìn thấy sự thành đạt của người khác. Tôi hy vọng các bạn sẽ trân trọng những điều sắp diễn ra. Tôi hy vọng sự nghiệp kinh doanh của các bạn phát triển hơn nữa, và các bạn không bao giờ đánh mất sự hào hứng khi nhìn thấy sự thành công của người khác và khám phá những giấc mơ đã thành hiện thực của họ. Trách nhiệm của tôi là chăm sóc các bạn và giúp các bạn thành công. Và nếu điều đó xảy ra, tôi cũng sẽ thành công. Tự do, gia đình, hy vọng, tưởng thưởng.